Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, một phái đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu sẽ thanh tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường khối này. Theo kế hoạch, lần này, phía EU sẽ thanh tra tổng thể từ các tàu cá cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp, các cảng cá chợ đầu mối cho đến kho lạnh cũng như quy trình chế biến của doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá việc thanh tra lần này có thể xuất phát từ việc thủy sản xuất khẩu vào EU có nhiễm kim loại nặng trong năm 2016. Trong nhiều năm qua, EU là một trong ba thị trường xuất khẩu truyền thống của thủy sản Việt Nam, khi mỗi năm mang về hơn 1 tỷ đô la Mỹ và luôn chiếm trên dưới 20% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành. Những mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn như tôm, cá tra, mực và bạch tuột. Dự kiến việc thanh tra sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 6 tới đây.